Xin giới thiệu với các bạn, đây là tay bơi dành cho người cá. Những bạn mà bơi người cá yếu, tay kết hợp thở còn quá non nớt thì nên sử dụng tay bơi này. Tay bơi này các bạn nhìn thấy không? Tăng sức mạnh lên gấp 3 lần, độ dẻo dai lên gấp 3 lần, về kỹ thuật thì đạt tới 5 lần luôn, tiêu thụ calorie thì 2 lần. Nên đeo cái tay bơi người cá này sẽ giúp cho các em bơi tốt hơn nha. Ok không các em? Xin chào các bạn người cá. Bạn người cá Trúc ơi. À, bạn người cá Trúc đeo tay bơi người cá vô để bơi cho các bạn xem đi. Không, còn đây Helena nè, bạn người cá Helena. Tion cũng có một tay bơi người cá riêng cho bạn Helena. Đây, mời bạn Helena khui ra, đeo vô rồi bơi cho đúng cách. Đeo như vậy nè, khép sát ngón tay lại nha. Đó, ê cái ngón tay này bỏ vô trong này luôn nha, tôi không chỉ cho mình đeo vô. À, cái này có bị rộng với em quá không Trúc? À cái này rồi, lấy ra nữa đi, khui hộp ra. Đúng rồi. Ủa xin chào bạn su mì nằm nọc đứt đuôi su mì, để tôi một chút luôn nha, để tôi giúp cho các bạn người cá bơi tốt hơn đã. Mời bạn Helena đeo tay bơi người cá này vô. Rồi khép sát ngón tay lại nha. Ý cái này nó có bị rộng không? Vừa chua. Tiêu thấy cái chỗ này nó còn hơi bị rộng nè Helena nè. Đuổi xích lên nữa. Rồi giờ nó xích ra nè. Rồi bây giờ đuổi vô cái lỗ nhỏ lại. Rồi. Rồi xuống bơi. Đúng kỹ thuật nha, thấy không? Nhìn cái tay nè, thấy không? Cái tay kéo hình chữ U nè, thấy không? Đúng không? Kéo nước hình chữ U nè, phải không? Rồi đưa về trước ngực, đúng không? Phải tôi chỉ bơi đúng kỹ thuật quá, đúng không? Rồi bây giờ bơi từ đây qua bên kia đi. Helena sẽ tự cảm nhận coi mình có mạnh hơn hay chưa. Helena và Trúc bơi lại đây cho tôi coi coi cái tay bơi đúng kỹ thuật chưa. Chúc mời kéo tay đưa về trước ngực nha. Mấy bạn người cá sơ sinh này đều bơi tay kết hợp thở chưa tốt, do còn nhỏ, tay chân mềm dẻo và loạng choạng, phải mất nhiều thời gian tập luyện mới bơi đẹp được. Nhưng khi mang tay bơi người cá này vào sẽ được sửa kỹ thuật lại chuẩn ngay và liền luôn. Giống như muốn có hàm răng đẹp thì bạn phải niềng răng từ nhỏ, còn muốn bơi tay đẹp như người cá thì phải mang tay bơi vào, đúng không? Bơi riết thì cái tay của mình sẽ biến thành cái vây của con cá, lúc đó cái tay của mình bơi cực đã. Các bạn cũng thấy đó, Tiêu có làm mẫu minh họa giữa bạn người cá Trúc không mang tay bơi và hai bạn người cá Helena và Thida. Khi mà mang tay bơi vào thì tự nhiên hai bạn kia bơi chuyên nghiệp liền luôn. Độ lượng và lướt nước cũng chuẩn hơn, sức kéo nước cũng mạnh hơn, giúp bơi nhanh hơn như rác cá. Tới nỗi Tiêu dí theo quay phim không kịp khung hình. Nếu muốn mua tay bơi người cá thì lên website mementool.com nha các bạn. Trang web này ra đời với mục đích cung cấp đầy đủ đồ bơi và dụng cụ hỗ trợ dành cho người cá tốt nhất thế giới.